Là bệnh thường thấy ở xuyên qua tĩnh mạch đa số là những người nữ, nam thì chiếm cỡ 15 đến 20%, mà còn nhiều đa số là nữ. Tại sao là nữ nhiều hơn nam? Công việc đặc thù của nữ nó khác hơn của nam, hơn nữa là trong sanh đẻ cũng làm ảnh hưởng lớn cho cái việc xuyên qua tĩnh mạch. Bên này thường xảy ra như đối với những người làm ở công việc nặng nhọc trong một thời gian dài, nhưng mà phải đứng nhiều, đứng lâu, vì phải đứng yên nên cái chân không được co giãn thoải mái, làm ảnh hưởng đến cái sự lưu thông của tĩnh mạch, khiến cho áp lực của tĩnh mạch ở chân nó tăng lên cao. Do đó mà cái tĩnh mạch bị giãn và nó bị gấp khúc đi, Chứ hơn nữa là những người phụ nữ mà sinh đẻ thì ta không có nằm than mà lại đi làm công việc sớm thì cũng dễ bị xuyên qua tĩnh mạch. Vì xuyên qua tĩnh mạch này đa số là theo kinh nghiệm của tôi thì Tây y không làm được gì, mà viện chẩn thì làm chậm lắm, Đông y nó cũng ngang viện chẩn cũng làm chậm nữa. Bữa nay tôi sẽ giới thiệu miễn phí cho các bạn về thập chỉ liên tâm để giải quyết cái bệnh xuyên qua tĩnh mạch chân. Xuyên qua tĩnh mạch chân này nó làm cho con người ta khó chịu đó, chân thì nặng, khoảng 3 giờ chiều là nặng rồi, vì máu nó xuống được nhưng mà nó lên được. Lúc này giữa can, tỳ và thận nó yếu đi, cho nên sự tuần hoàn của máu không được lưu thông, cho nên cái chân rất là nặng, đi rất là nặng, như một cục thịt mười mấy ký treo ở dưới, nó đè ở dưới cái chân vậy, nặng lắm. Nhưng mà sau này các bạn thấy nó nhức kinh khủng lắm, này nhức lắm, đi không được đâu. Bây giờ tôi các bạn có thể nghe lý thuyết rồi các bạn có thể, tôi sẽ cho các bạn cái bộ nguyệt của cô viện chẩn. Để cái bài này thì ở trong cái clip thì nó có rất là nhiều rồi, nó có rất là nhiều. Nhưng mà trong cái clip thì nó không có đông y, nó không có thập, nó có thập chỉ liên tâm. Đây tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cặn kẽ hơn. Đó thì nó không không khó lắm, nếu chúng ta nắm được cái quy tắc của nó thì các bạn chị nó rất là nhanh. Các bạn nào có cái cuốn sách Đỗ Khuyên không? Trong cái trang 50 á, các bạn nào có cái cuốn sách Đỗ Khuyên á, cái trang 50 á, các bạn sẽ có cái bộ nguyệt đó. Tôi sẽ làm theo cái bộ nguyệt đó cho các bạn xem rồi đi kết hợp với Đông y. Cái bài này á thì các bạn không thể dựa vào người nào cũng làm như người nấy ha, không phải người nào cũng là một bộ nguyệt giống nhau. Nếu từng hoàng máu xuống chân mà lên không được, làm cho cái chân nó teo đi, thì chúng ta tăng chắc dịch
thì chúng ta tăng nhịp lần theo teo, chân teo đi, tức là khí giờ quyết xuống không được mà lên cũng không xong. Anh ở đó khi mà khí giờ quyết xuống được cũng không cung cấp cho cái cơ, thì cái cơ nó bị teo đi, thì ta tăng nhịp. Xong rồi cái chân nó nặng. Còn nếu một cái chân mà nó to, nó nặng trịch, thì gân nó nổi lên, và nó mập nó ú lên, thì ta giảm giác dịch. Hai cái bộ này nó đối kháng nhau, tùy theo cơ địa của từng người, tùy theo tính chất của bệnh, mà chúng ta dùng hai cái bộ này như thế nào cho nó thích hợp mà thôi. Nếu mà cái chân nặng thì ta giải quyết cái chân nặng trước. Thì cái chân nặng thì 37, 39, 127, 51 và số 0. Đây là cái bộ chân nặng. Xong rồi ta vô cái bộ tuần hoàn máu xuống chân. Các bạn ghi thêm số 7, 37, 50, 60, 73, 74, 156 và số 0. Nếu các bạn thấy cái máu mà nó bị đông thì chúng ta lọc máu. Thì lọc máu thì số 233, 41, 50, 45, 87, 235. Sẽ đọc lại cái bộ lọc máu. Cái bộ lọc máu này các bạn có thể sử dụng cho những người mạch máu đó hay bị co bị đông đó, mà thường thường hay uống thuốc làm cho tan máu đó, nhất là mạch máu não và thiếu máu cơ tim, thiếu máu cơ tim làm cho cái máu nó đông lại đó, thì ta sử dụng cái bộ này cũng được. Cái thứ hai là ta đi cái tiếp cái bộ nữa là cái bộ lưu thông máu. Khi mà ta làm nó tan cái máu rồi, máu nó lỏng rồi, thì ta làm cho cái bộ tiêu lưu thông máu. Thì lưu thông máu thì 60, 37, số 3, 50 và số 20. Sẵn đây tôi phân tích cho các bạn nắm tại sao có cái số này mà được lưu thông máu. Thứ nhất là ta có bộ lọc máu thì nó là tam giác gan. Gan là các bạn biết là tàng huyết, gan là tàng huyết, cho nên ta có một cái tam giác gan. Tam giác gan và thận bằng quang, trong này nó có cái số 235 đó là đường kinh tam tiêu của đông y, nó là đường kinh tam tiêu. Vì đường kinh tam tiêu thì các bạn biết rồi, nó sẽ lưu thông máu và khí, nó chấp nhận lưu thông máu và khí để nuôi tất cả những cái năm tạng và sáu phủ. Cho nên đường kinh tam tiêu là một những cái đường kinh quan trọng nhất, mà các bạn bị tắc cái đường kinh tam tiêu thì sẽ ứ hơi, quất ức hơi, cũng làm chúng ta khó thở. Còn cái lưu thông máu thì chúng ta thấy 50 là tia, 60 là tim, 57 là từ là tỳ, tức là tỳ là sự lưu dẫn của máu, đó là sự lưu dẫn của máu. Số 3 là số phế, đó là phổi để đẩy khí và huyết đi. 50 là can, lấy máu từ can.
20 là trao đổi chất. Con số 20 là con số trao đổi chất. Nó nằm ở đây. Nhưng mà nó cũng là tiến cận giáp. Cho nên các bạn chú ý con số 20 trong diện chữ là nó là tiến cận giáp, phản chiếu của tiến cận giáp. Còn đối với ông Đông Y thì nó là tiến cận giáp ở dưới bàn chân, chứ nó không nằm ở trên, trên phản chiếu, trên cổ. Cái tiến cận giáp của số đó nằm ở đây. Đây, các bạn xem trong cuốn sách mình nè, thì cái tiến cận giáp này nằm ở đây. Cái tiếng ngân sách này nó hay cái cho là nó trao đổi được canxi. Cho nên các bạn mà dư canxi trong máu, các bạn chỉ cần hai người này thôi, ngước một vị trí nào đó, gác một vị trí nào đó, kim sâm muối chát ở một khu vực nào đó và kiến bò ở khu vực nào đó, các bạn chỉ cần dây hai nguyệt này thôi, không còn gác nữa, không còn kiến bò nữa, nó lạ ngay chỗ đó. Cái bài này tôi đã phát hiện nó vào năm đây, cách đây 3 năm, cho nên chúng ta không còn sợ rồi kiến cắn rồi nó bò nó nhột nhột ở khu vực nào gác, khu vực nào ta chỉ cần dây hai nguyệt này thôi, làm cho nóng hai khu vực này là canxi trong máu sẽ tan đi. Hai huyệt nào thầy? 20 với bao nhiêu? 20 giờ tiến cận giáp. Tiến cận giáp nằm ở dưới bàn bàn chân. Cho nên các bạn thấy cái chỗ đó thì các bạn yên tâm. Chỉ trong vòng tích tắc các bạn lấy cái máy sấy hay là nhang ngày cứu cộng với cái cây massage, các bạn chà ở cái cận giáp ra hơn cái cận giáp phá liền, không quá một phút là các cái hiện tượng đó không còn nữa. Vậy là chúng ta đi phản chiếu về diện chữ thì ta gạch đầu ở đây, là đây là trên đầu phản chiếu của hãng của đùi và đây là đầu gối, sau lưng này là cẳng và bàn chân gạch đó, trên này ta gạch xuống, ở đây là mông xuống tuốt, cái này cái 34 là bàn chân. Như vậy là cổ mông là hai cánh mũi, ta đè xuống hai đường pháp định số 29 và ta kéo xuống 87. Như vậy là ta có một cái đồ hình nữa, đồ hình người âm tức là màu xanh, từ cái việc có 27 này, 127 này, 14 này, 275 này, ta kéo lên, ta kéo lên 60, 60 ta kéo xuống 461, đây là bàn chân nằm ở đây. Xong rồi ta đẩy vô đây, ta làm gì, ta sẽ chờ anh đây, tôi sẽ chờ đây, chờ bên này, vì ta kiếm cái này em đau, nhớ là chỗ này ta cần phải chà và hơi nóng để cho cái bằng cái cẳng chân nó lỏng đi, thì máu lúc này thì nó sẽ mềm đi, nó sẽ nóng lên thì nó sẽ loãng đi. Ở dưới bàn chân thì ta chà dưới bàn chân, hoặc là cái cà con chân thì từ chỗ này là cái háng, ở đây là đùi, chỗ này là đầu gối và kéo đây là bàn chân nằm ở đây, ở dây đây, dây đây, ngã từ dây đây, đây. Rồi ta làm hai bên, các bạn có thể
Diên chuẩn nó có cái chỗ này, chỗ này là há, còn chỗ này là đùi, chỗ này là đầu gối, và chỗ này là cẳng, và ở dưới chỗ trên ngang cái sumo này thì nó là bàn chân. Bàn chân nằm đây, bàn chân này chị hay lắm. Rồi sau này ta đi thập chỉ lương tâm, các bạn bắt đầu chúng ta làm thập chỉ lương tâm trong vòng tích tắc, cái chân của bạn sẽ mềm và các bạn đi một cách thoải mái, không còn đau nữa. Các bạn sẽ đưa ra cái chân thẳng gì, các bạn đưa chân thẳng gì, cái công cái này lên, các bạn lấy dùng cái máy sấy cái này nè, các bạn chà. Nhất là cái chỗ chỗ này, cái khu vực này các bạn thấy là nó cà phê, kinh phế nó nằm ở đây, nó rất là đau. Khi mà chúng ta chạ ở đây thì phế thì nhiều là đẩy khí, khi mà phế đã mạnh rồi có gió thì sẽ đẩy đẩy bước đi. Ta chà dưới này, ta chà nhất là ta chà trên này. Ta lấy cái tay á, ta bấm cái người này. Ta bấm nguyên cái dàn người này. Để gì? Để lúc này ta không cho máu xuống ở bàn chân nữa. Vì máu lúc này ở trên tim nó đẩy xuống, để nuôi cho bây giờ ta bấm cho ta không cho xuống bàn chân nữa. Mà cái nhiệm vụ lúc này là ta lấy cái tay hoặc là ta dùng cái máy này ta đẩy lên, đẩy ngược lại lên, đẩy lên ha. Nhưng mà cái tay các bạn phải phải bấm đây mới được à. Bạn đẩy lên, thì khí và huyết nó sẽ đi lên, những cái cục máu bầm đó, những cái cục mà máu mà đầm bầm bầm nó cuộn 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 màu đen đen á, thì nó sẽ đẩy lên. Vì chúng ta thấy tỳ và thận yếu hồi còn trẻ, thận cái tỳ rút lên thở máy, bây giờ ông yếu rồi ông rút lên không nổi, vậy là ta sẽ giúp sức làm cho cái đẩy cái khí lên. Hồi xưa ta kéo 100 kg ta kéo nổi, bây giờ ta lớn tuổi rồi ta kéo 100 kg kéo không nổi, ta nhờ hai ba ông kéo tiếp thì 100 kg nó mới được di chuyển. Muốn một trận nào đó di chuyển ở vị trí khác thì phải có một cái lực tác động mạnh hơn nó, thì cái vật đó mới được di chuyển. Như vậy là ta mà mình ta kéo không nổi thì ta nhờ gì? Ta nhờ cái bóng nguyệt, ta nhờ ngón tay ta đẩy lên, ta dùng cái máy bắt sao đẩy lên, dùng lửa đẩy lên làm cho nóng nó mềm. Như vậy là để giúp ai? Để giúp cho tỳ, để giúp cho thận và giúp cho can, để rút máu này về. Theo thông thường các bạn khỏe
bạn khỏe. Thì các bạn sáng các bạn thức dậy, các bạn đi làm việc được liền. Vì các bạn ngủ một đêm thì trong ngày máu làm việc chúng ta 100%, nhưng mà các bạn đã nằm xuống ngủ thì máu gan của can nó sẽ rút về 70% về dự trữ ở can, để sáng thức dậy thì can nó sẽ đưa ra máu lên, cũng như các bạn đi lao động tập trung thì sáng thì các bạn lại người thì nhận cuốc, người thì nhận dao, người nhận lưỡi hái, những dụng cụ nhân dân, nhận xe đẩy xe cát gì đó. Thì chiều các bạn khổ phải bị trả, các bạn nghĩ công bằng phải trả, cũng như ở trong một cơ quan 100 người làm việc, trong giờ làm việc phải làm đúng 100 người, nhưng mà hết làm việc thì chỉ có làm việc ở lại vài mấy người mà thôi, nhất là trực chỉ huy, trực ban và bảo vệ mà thôi, chỉ có ba thành phần đó ở trong cơ quan thôi, còn tất cả những người khác đều về nghỉ. Cũng như trong máu của chúng ta vậy, đã nằm xuống ngủ thì gan tất cả phải rút máu về hết, chừa lại 30% để nuôi cơ thể trong lúc nghỉ ngơi, chứ không phải là nuôi chúng ta suốt luôn đi. Tim lúc này đập lại chậm hơn, có lúc chậm hơn và nhẹ hơn, cho nên tim chút này cũng được dưỡng bệnh, chứ là đập huyết chết à. Nên kinh nên hạn chế thức đêm. Ta phải ngủ trước 11 giờ ha. Đây, như vậy là cái bài này về ta nói về triệu chứng, và bên chứng và thập tỷ thiên căn, vậy là ta chuyển khoan về đông y. Thì ở đây ta phải chăm sóc cho thận, vì các bạn biết học đông y là các bạn biết rồi, thận là chủ về nước, những cái nước tinh khiết thì đi đâu tận cơ thể, những cái nước mà nó không tốt thì được thận đẩy xuống niệu quản, xuống bàng quang và đưa ra niệu đạo hay là tuyến tiền liệt của nam đi ra ngoài, đó là thải chất độc, nước chất độc ra. Như vậy là chúng ta phải dây những việc thận ở dưới bàn chân, ta dây niệu quản và ta dây bàng quang ở bàn chân như đây. Đây, ở đây là thận, ở chỗ này là tim, đây là tim. Như vậy là ta sẽ dây xuống đây, ở đây là thận, ở đây là niệu quản và ở đây là bàng quang, ở đây là tim. Đó. Như vậy là chúng ta đi đi đường kinh thận. Kinh thận thì ta đi Dũng Tiền, ta đi Thái Khê. Trên đường kinh của Kinh Tỳ thì ta đi Ẩn Bạch, Công Tông. Trên đường kinh Kinh Cang thì ta đi Thái Sung, Hành Giang, Đại Đôn, tức là ở khu vực bằng chân, ở dưới chỗ dưới mắt cá chân phía trong ta có Thái Khê, và đi lên từ mắt cá lên bốn ba bốn thôn bốn thôn ba thôn thì ta có cái Tam Âm Giao, ta có Tam Âm Giao. Thì lên Tam Âm Giao thì nó phía ngoài từ Độc Tỵ đi xuống thì ta có Túc Tâm Lý, ta có Túc Tâm Lý. Thì các bạn cứ dây, các bạn ho gì là ok, các bạn nói thì chậm ha, chứ thật ra làm thì khoảng 5 phút gì đó thì cái chân này sẽ nhẹ.
Hồi trước thì tôi làm khi mà chưa có thập chỉ lương tâm, chưa học, chưa biết thập chỉ lương tâm thì làm cái này là 3 4 tháng không chia nghe gì. Làm cái mà chán này, nói hai cái chữ mà si quan tĩnh mạch chân là giỏi bạc đạn này. Thì bây giờ ta chỉ khoảng chừng 5 phút 3 phút gì đó thì nó sẽ hết cái này nha. Bây giờ ta đi tiếp cái xơ cứng động mạch cũng gì. Cái xơ cứng động mạch thì ta cũng dùng cái bộ tam máu vào, ở viên chẩn thì dùng tam mũ vào. Thì ta xem cứng cơ xơ cứng động mạch ở khu vực nào. Ví dụ như xơ cứng động mạch ở vùng thiếu máu cơ tim, hay là xơ cứng động mạch ở vùng lưng, hay là vùng chân, thì ta vô bộ vị đó. Xong rồi ta đi những cái bộ vị, những cái bộ vị nãy ta nói đó, bộ vị chỗ nào thì ta vô chỗ đó ta chà. Nhưng mà xơ cứng tất cả chúng ta đều chà dạ hơi hết, nhưng mà đối với bác sĩ thì họ không chà chà, không dạ hơi, nhưng mà nó không hết thì rằng là chúng ta làm gì là hết. Ta cũng đi vậy thôi, xơ cứng động mạch cũng như siêu qua tĩnh mạch chân, ta cũng làm cái gì thì ta cũng chăm sóc lá thận, rồi niệu quản, bàng quang và vùng tim, và vùng tim. Còn ta cũng đi cái đường kinh thận, đường kinh tỳ và đường kinh nhưng mà các bạn tốt nhất là mỗi một lần trị bệnh vậy thì các bạn cũng dành cho tôi khoảng chừng 5 20 giây, từ 5 đến 20 giây. Các bạn không cần nhiều đâu, 20 giây là tôi thấy là quá dư rồi. Các bạn gạch và hơ, hay là các bạn dùng con lăn lôi đến, các bạn lăn trên đường kinh bàng quang ở trên lưng, từ chỗ đại kỳ xuống thẳng xuống dưới tiểu trường du, cái chỗ nào đau thì ta lăn. Nhưng mà đối với nam, những người lớn tuổi thì chúng ta lăn luôn cái bát liêu, vì bát liêu nó là chịu trách nhiệm về cơ quan sinh dục và bộ phận dưới của nam và nữ. Thì chúng ta chăm sóc cái đó vì cho nó rất là đau, nhưng mà các bạn ít có ai đụng thành ra không thấy đau, nhưng mà nó lớn tuổi thì cái bộ sinh vật sinh dục của ta đã yếu, hoặc là cái đường tiêu tiện của chúng ta nó không có thông thuốc lắm, thì cái nguyệt bát liêu với tiểu trường du rồi bàng bàng quang du, thì bằng trên bàng quang du chỗ đường mạch đốc thì nó có mệnh môn, và ngang mệnh môn một thốn rưỡi thì nó có là thận du. Mệnh môn nó là mệnh, tức là rất là mệnh một con người. Môn là cái cửa, tức đây là cái cửa của sự sống của con người. Cho nên chúng ta chăm sóc cái mệnh môn và thận du cho nó kỹ. Mà con người ta có sinh ra được và lớn lên ở đứng được trên đất này không là do thận. Thận sinh tinh, mà sinh tinh rồi mới có sinh được con người chúng ta ngày hôm nay. Như vậy là chúng ta phải chăm sóc cái cửa của mình, của con người, là mệnh môn và thận du. Bao nhiêu đó các bạn có thể đủ bằng tiền rồi đấy. Thì con người ta sống được đó, thì các bạn nhớ, sống được hay không mà có sinh ra được ngày hôm nay không đều do thận mà ra. Có thận tôi nên giữ cho thận cho tốt. Ông nào mà giữ thận không tốt là người đó không được sống lâu. Các bạn không có quyền sống lâu được. Chúng ta sinh ra là do thận, ta chết đi cũng phải vì thận. Thận yếu rồi chết thì thôi. Chúng ta có nhiều nhiều ông mới có ba mấy tuổi thì thấy mặt mày đâu đang thui vậy trời, sức sống không có vì thận yếu. Bây giờ đó đến cái mạch thì ta nói là hai chữ huyết áp.
Cho nên một cái huyết áp là một trong những cái bệnh mà chúng ta cần phải lưu ý. Chúng ta không thể xem thường được chữ hai chữ huyết áp cao và huyết áp thấp. Bữa nay tôi sẽ nói cho các bạn về hai chữ huyết áp. Huyết áp kẹp, huyết áp cao và huyết áp thấp. Trong viện chẩn thì tôi nói rất là nhiều ba cái loại huyết áp, ba loại huyết áp này loại nào cũng giết người chứ. Nói trước nhất là ta nói bệnh cao huyết áp. Cái bệnh cao huyết áp là một cái bệnh rất nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm. Nó có thể khiến cho người bệnh bị đột quỵ do các cái biến chứng về của tim và não. Của tim và não. Chứng cao huyết áp ở rồi thời kỳ đầu thì biểu hiện ở phần phần cổ hoặc là phần đầu, khi có khi bị đau tức ở vùng đầu làm cho cái vào đầu choáng váng, rồi hoa mắt, mất ngủ, kém trí nhớ. Đó là biểu hiện của cao huyết áp vừa mới phát sinh. Nếu không có biện pháp điều trị một cách hợp lý mà để bệnh nó kéo dài thì có thể dẫn đến cái xơ cứng động mạch ở não. Nếu chúng ta không phát hiện và điều trị kịp thời, để lâu ngày nó sẽ xơ cứng động mạch ở não. Vậy là cái đi đến cái chỗ nguy hiểm. Vì vậy cần sớm phát hiện đó những triệu chứng của bệnh để có cái biện pháp ăn uống và tập luyện cho hợp lý. Người bệnh cao huyết áp nên tránh ăn đồ mặn, không nên ăn các cái món ăn có nhiều dầu mỡ và nướng, hạn chế dùng đồ ngọt, không nên sử dụng các chất kích thích như rượu bia, thuốc lá. Như vậy là hàng ngày thì chúng ta nên xoa bóp bằng hai phương pháp y học cổ truyền và y học bổ sung. Y học cổ truyền là đông y, y học bổ sung là viện chẩn điều khiển liệu pháp của giáo sư tiến sĩ Phạm Vũ Châu mới bổ sung cách đây 40 năm hơn. Như vậy là cái cao huyết áp thì đa số là cơ thể bị nhiệt. Các bạn nhớ lưu ý cái bệnh cao huyết áp. Thí dụ như nó là 200 trên 160 thì huyết áp này bình thường. Nằm ở dạng cao huyết áp nhưng mà không giết người. Các bạn lấy cái chữ số khí và chữ số của huyết. Các bạn trừ lại, thí dụ như 200 trừ cho 160 thì nó sẽ ra là số dư của nó là cộng 40. À, bằng 40. Như vậy là con số mà lấy khí trừ cho huyết nó nằm từ 35 cho đến 47 là con số an toàn. Không cần phải uống thuốc. Có nhiều người 200 trên 160 đè lấy thuốc áp ra uống, cơ thể đâu có, cơ thể không có bệnh gì cả. Đây là biểu hiện của huyết áp cao thôi chứ không giết người. Nếu 200 trên 90, 200 trên 100 là bệnh cao huyết áp đang bị chuẩn bị giết người, nó chuẩn bị giết người. Vì cái số khí và số huyết trên lệch cách nhau quá xa. Vậy là khí quá nhiều mà máu không có bao nhiêu. Cho nên các bạn thấy nặng cái đầu, nặng cổ, choáng váng, nhức cổ gáy và hoa mắt. Vì khí quá cao.
Nếu như vậy là chúng ta cần phải trị hạ huyết áp. Như vậy là ta không cần phải trị huyết nha, chúng ta không cần phải trị huyết vì huyết nó là 100 thì ok rồi, mà ta chỉ cần hạ khí xuống mà thôi. Cái gì nó dư khí quá ta chỉ hạ khí xuống mà thôi. Một, nếu cơ thể không bị nóng thì ta chỉ dùng giáng khí, ta được khí xuống thôi, máu vẫn giữ nguyên ở vị trí 100. Như vậy là máu khí nó xuống 140 trên 100 là quá ok, không có gì phải nói nữa. Các bạn nhớ chỉ cần ta chỉ cần điều chỉnh khí mà thôi, các bạn không cần phải chỉ máu. Bởi vì máu nó 100 là ok rồi, ta chỉ hằng hạ khí thôi. Gió quá ngoài trời giờ gió quá ta hạ xuống, mà trong cơ thể ta gió quá rồi ta chỉ cần hạ gió xuống mà thôi. Cũng như trong xe cái độ lạnh thì nó vừa rồi, nhưng mà cái độ gió nó quá thì gió thì ta hạ hạ gió xuống. Vậy là ok, ta chỉ hạ hàm cách đơn giản. Các bạn thấy nó đơn giản hết sức là đơn giản. Mà ai hiểu thì cũng làm được, ta đâu cần phải lúng túng đâu. Rồi cái đó cái bình thường thứ nhất. Cái bình thứ hai nó cũng nằm ở dạng cao gáp, ví dụ như 200 trên 160 mà ta trừ ra thì nó ra 40, cái đó bình thường. Nhưng mà dù sao chúng ta không để ở cái huyết áp này nó nằm ở số đó, vì số này nằm ở số đó là rất là nguy hiểm, không biết nó tụt xuống lúc nào và nó tăng lên lúc nào khi chúng ta dùng rượu bia. Hoặc là khí và huyết nó cản trở bất cứ lúc nào thì ông không thể tránh được, thì cơn tai biến nó sẽ ra đột ngột, không thể biết được. Nên huyết áp của anh nó cao rồi, chúng ta cần phải hạ xuống. Cũng như anh có một cái treo một cái gì ở trên cao đó, mà cái chân của nó thì không vững, chân nó thì không vững, nhưng mà để nó trời này thời điểm này thì nó không sao, nó không rớt xuống. Nhưng mà khi gặp một cơn gió mạnh thì cái chân này không chịu nổi, thì cái bọc trên cao của nó rớt xuống. Cho nên chúng ta cần phải hạ huyết áp này. Như vậy là chúng ta hạ huyết áp này bằng cách nào mới được chứ? Điều đó mới quan trọng. Ta phải dùng cái bộ giáp để ta đưa toàn bộ khí vào cái xuống, xong rồi ta chấm cái bộ huyết áp thì nó sẽ xuống. Bây giờ nó không xuống vì cơ thể chúng ta chấm là không xuống, ta phải điều chỉnh âm dương thì nó mới xuống được. Nếu mà các bạn điều chỉnh âm không điều chỉnh âm dương thì các bạn sẽ không bao giờ đưa cái huyết áp này xuống được. Là nhớ cái câu đó. Như vậy là ta dùng bộ dáng. Trong này có hai cái dạng mà chúng ta dùng dáng khí hay là dùng bộ dáng. Điều đó là các bạn tự quyết định. Tự quyết định là chi? Các bạn xem cái cơ địa của bệnh nhân đó ở giai đoạn nào, có nhiệt hay không. Nếu có nhiệt thì chúng ta dùng bộ dáng. Nếu không có nhiệt thì ta không cần bộ dáng mà ta dùng cái bộ dáng khí mà thôi. Cái này nó khác nhau. Dáng khí là ta chỉ đưa khí xuống mà thôi, ta không có điều chỉnh cái nhiệt độ của cơ thể. Còn bộ dáng khí là nó đem hết tất cả những cái gì ở trên cao nó đem xuống hết. Cho nên ta sử dụng cái bộ dáng khí và cái bộ bộ dáng. Cái Các bộ bạn nói đừng bao giờ nhầm hai cái đó là một. Đúng rồi, hai cái đó là một. Nó là một, nó cũng là bị dụ bộ dáng khí, nó cũng là dáng khí. Mà trong cái bộ dáng nó có một phần dáng khí trong đó, mà nó không đi chuyên sâu.
cũng cứ như các bạn ngăn ngực khó thở, thở lên không được, ô thở xuống không được. Nếu thở xuống không được ngăn ngực ở đây mà ta dùng nguyên cái bộ dáng thì không ăn thua, mà ta chỉ dùng cái bộ dáng xong chỉ cần 3 phút 2 phút ngực này không còn ngăn nữa, vì ta đi đường khí, ta đi theo cái đường kinh tâm tiêu của nó, cho nên ta giải quyết là nhanh này cho đó. Đấy. Như vậy là ta có huyết áp cao và giờ huyết áp cao theo khí và huyết, và cao bình thường nằm ở trên 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 nhưng mà không ảnh hưởng gì đến sức khỏe. Nhưng mà chúng ta không để và không chấp nhận cái huyết áp 200 trên 160 nó là bình thường, nhưng mà ta không chấp nhận cho đó, ta không được quỳ để lâu, ta gặp cái hiện tượng đó thì ta phải dùng bao dáng để ta đưa huyết áp xuống là 140 trên 100 là ok, ta đưa một lần là lắm, hai ba lần gì đó, nó xuống à. Còn cái huyết áp mà 200 trên 100 thì dứt khoát ta phải đưa xuống liền, bởi vì anh này chuẩn bị đi đi cấp cứu rồi. Thầy đọc cái bộ dáng đi ạ. Cho em cái bộ dáng đi. Hả? Thầy cho em cái bộ dáng đi. Bộ dáng khí thì là khác Anh bộ có phương dáng. 50 hết bắt đầu chưa? Bộ dáng khí hả? Bộ dáng ấy. Bộ dáng chị nằm trong 52 bắt đầu, nó bắt đầu thứ số 2, số thứ tự số 2 đó anh. Dạ. Để em coi lại. Nha. Để em Rồi coi anh lại. coi lại trong cái 52 bắt đầu thầy tổ á. Đấy là Còn bộ cái bộ khí, cái bộ dáng khí thì trong trong sổ tay diện chuẩn nó mới có. à, mấy Ở bộ trong dáng khí. dân thưởng nằm trong cái sổ tay điều chỉnh á. Dạ, để em quay. Vậy là cái này chúng ta ấn nguyệt đông y thì chúng ta ấn bách hội rồi nhân nghinh, bách hội ở đây nguyên thể ở đầu cổ và trung quản thì thái sung, thái sung và cái thận niệu quản và bàng quang ở dưới bàn chân mà chúng ta nói hồi nãy cũng vậy thôi. Trong này có một cái điểm mà chúng ta mới phát hiện, tôi sẽ chia sẻ với các bạn hôm rồi hôm thứ hai tuần rồi, là điểm 67, điểm hạ huyết áp rất là nhanh. Như vậy là các bạn có được cái nguyệt 67 của đông y ha, chứ không phải diện chứng 67 là của diện chứng, không phải ha, của đông y nằm ở cho nó nằm ở ở phía trong có khó tiếng giáp, có khó tiếng tiếng giáp chạm. Các bạn nào mà bị cao huyết áp để vô cái này mặt mà nhanh nhanh như khỉ ngớ kia nằm ở đây, đau lắm, tôi đảm bảo cho các bạn ở đây ông nào cái mặt đỏ 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 nhấn vô đau hết. Ấn coi chỗ anh Mạnh Dũng Tàu anh nhấn coi có đau không, ông thì đau đó ha. Rồi anh Dung nhắn cũng đau nè, để tôi coi coi ông nào nhắn đau em. Thầy ơi, cho em hỏi giờ bấm cho chú Mạnh được không thầy? Hả? Giờ bấm cho chú Mạnh được không? Giờ có bấm cho chú Mạnh được không? Được, đứng đi. Ấm Đứng chỗ là lạng đi. đâu chú Mạnh? Đau lắm. Đau không? Đau thầy ơi, đau giờ giờ cho hết Hả? thầy, đau đau. Không, Đau lắm. anh Dung nhắn đau nè. Chị Phó này chị nhắn coi đau không? Rồi.
Câu tiền thì chắc không đau lắm đâu. Câu tiền nhắn coi đau không? Là máy tiền này nè. Rồi các bạn nào bật hình đi tôi đánh coi 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 hen. Ủa Ông thầy, bà con nghe. khi ép thấp mà sao bấm vô cũng đau hả? Hả? Con khi ép thấp Cái đó mà sao là điểm cũng đau? chỉnh, điểm chỉnh huyết áp, điểm chỉnh. Dạ. Rồi anh Hoàng ấn cho anh Hoàng, anh thì đau rồi anh Hoàng. Anh Hoàng ấn coi đau không? Các bạn anh nào này dưới này còn nhóc chứ không ai mở hình nữa chứ. Không có hình thì không chỉ các bạn được đâu. Đau lắm thầy ơi. Dũng gạch chỗ cái Nguyệt Dũng tiền nè, chỗ kênh mạnh á, Dũng tiền nè, rồi Niệu Quảng nè, chỗ cái thằng á, chỗ Dũng tiền á, chỗ cái thằng á, dùng rồi Niệu Quảng nè, Bằng Quang nè, với một cái trái tim nó nằm ở kế cái Nguyệt Dũng tiền nằm ở bên bên trái á. Đau đó, mấy chỗ đó đau đó, với cái điểm mà huyết áp Dạ giao chụp đó. Ai bấm đi, bấm thử, chúng ta bấm thử đi. Cho nên các bạn tối bữa nào các bạn cũng nên chấm những miệng đó đi. Thì các bạn sẽ giúp cho các bạn điều chỉnh lại huyết áp. này đâu đâu tìm Tôi đâu đây đây là đang chỉ từ cái đó nhà mấy bữa trước nó cũng đau muốn chết luôn đâu thầy ơi. à, bây giờ mới hết chịu đau, hai bữa nay mới hết đau, ba bữa trước rồi nhắn vô cái nước muốn tự giận luôn, đau cũng đổ. Anh bấm bây giờ bắt đầu nó đỡ rồi, rồi các bạn bấm rồi tối các bạn ngủ tốt lắm. Ủa thầy ơi, thầy ơi, Cái gì cho con chân con sao nó ra làm tê tê, nó sao mà chân sao là sao thầy, giao còn chân con nó rằng là tê 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 giống như có cái gì nó chạy. rồi ấn ra chỗ cái Nguyệt chỗ mà hai 20 mới học đó, Dạ 20 rồi chỗ nào chỗ 20 rồi ăn cái chỗ mà cận giáp, dạ cảm giác cảm giác vô tiếng tương ứng cận thôi, giáp chứ là giá vô tương ứng thôi. ở tiếng cận giáp nó nằm ở cái Nguyệt cùi trên công Dạ tông á, dạ trên rồi công biết tông rồi. cái này công tông rồi còn bây giờ cái cách bây giờ tôi nói cái hạ huyết áp đi ha, nói huyết áp rồi mà không nói cái hạ huyết áp. Bây giờ cái hạ huyết áp các bạn biết rồi, thường con người ta không lớn tuổi rồi không cao huyết áp là cũng hạ huyết áp, mà không hạ huyết áp là người khỏe, vì huyết áp nó liên quan đến cái hai cái tạng mà chúng ta cần. Thứ nhất nó là tạng phế và tận tâm, vì phế thì dẫn khí, tâm thì chủ về mạch mao, chủ về mạch, cũng chủ về huyết. Cho nên mà cái đường đi giao thông mà huyết đi không được là bị tắc, cho nên chúng ta cần phải giải quyết cái đường đi đó. Cầu gãy phải bắt được ngay, đường kẹt thì giải quyết liền, lỡ như sụp đỡ gì đó là phải bồi lấp liền, thì cái đường lưu thông của khí và huyết không được cản trở, không được bế tắc. Nếu bế tắc là có chuyện, bế tắc là hôn mê đấy.
Các bạn thấy những cái cơn bế tắc của não, khí và huyết không lưu thông được là sinh ra hôn mê. Vì tôi trả lời cái bệnh huyết áp thấp. Bệnh này thường gặp ở những người bị suy nhược cơ thể hay là nhiễm độc mãn tính, thiếu máu hay là suy tim. Cũng thường gặp đối với trẻ em ở cái tuổi dậy thì, do không có một cái chế độ ăn dinh dưỡng phù hợp cộng với cái sự phát triển của tuổi trẻ, cho nên cháu này mấy cái cháu này dễ bị hạ huyết áp, ăn uống không điều độ, thiếu dinh dưỡng, ý là muốn cho mà không mập phép phì. Bây giờ tôi trẻ mười mấy tuổi tôi thấy là nó kiêng hơn cái gì đó, kiêng biết mà ăn mà đi mà xỉu mà không dám ăn cơm, anh nó sợ mập giữ eo. Do đó mà chúng ta cần phải chỉ đạo cho cháu ăn cái chất dinh dưỡng phù hợp lý, phù hợp nhất. Nếu có sức khỏe ăn uống phù hợp thì sức khỏe sẽ tự khắc phục, đẩy lùi được bệnh tật. Nếu mà mắc cái bệnh mà thiếu dinh dưỡng, suy ra hạ huyết áp, thì chúng ta thấy người bệnh đầu bị choáng váng, đầu thì căng thẳng, tim thì đập bất thường, mồ hôi thì dễ bị ra, mồ hôi trộm cũng có, mồ hôi trộm tôi nói là ngủ nửa đêm á dễ bị ra mồ hôi, đó là mồ hôi trộm, và làm việc nhiều thì cũng ra mồ hôi mà già mệt. Cái sắc mặt thì tái nhợt, tay chân thì lạnh, cảm giác con người không có sức, cảm giác con người không có sức. Nước da thì các bạn thấy là xanh nhợt tái, nhiều khi khí khí huyết và huyết áp thấp á cũng dễ gây ra ngất xỉu. Đó là cái hiện tượng của huyết áp. Mà những người nào huyết áp các bạn học viện chẩn kết hợp trung y, là các bạn do cái là các bạn biết là không cần phải dùng cái máy đo huyết áp. Bạn thấy là tôi không bao giờ dùng một cái máy huyết áp nào cả. Trời ơi, tao dòm cái mặt là tao biết rồi. Tao dòm cái mặt, tao dòm cái bả vai, tao dòm cái gần cổ, tao biết huyết áp cao huyết thấp rồi. Tao dòm cái mắt là tao biết cao huyết thấp rồi, ở mức độ nào rồi. Các bạn thấy tôi khám về huyết áp không? Dòm dòm cái mặt, rồi tao dòm cái óc cái là tao biết rồi. Không cần dòm, lấy tay tao gờ cái tao biết ông nào cao, ông nào thấp rồi. Vì vậy huyết áp cao á thì bên trái nó cao hơn, ở bên phải nó cao hơn, còn cái huyết áp thấp á, thì bên phải nó là bên trái nó cao hơn, một bên cao bằng thấp, còn hai bên mà nó bằng nhau vậy á là huyết áp bình thường. Giờ cái dòm nước da mà nó màu xanh xanh mấy mét, cái trắng giờ cái tái là huyết áp thấp, chứ không nó nặng vậy. Cơ thể bị hàn, huyết áp thấp là cơ thể hàn, huyết áp cao là cơ thể nhiệt, không có nói năng gì chứ. Cái nhiêu đó là chúng ta đã đưa ra bộ vị đang ta phải điều trị được rồi. Hỏi là cái huyết áp mà nhìn vào cái ốt ở là cái sau ốt hay là cái đường gân ở cái sau gáy ở thầy? Sao cái gân này nè nó gồ lên, nó cứng như cái dòng phai vậy, nó nằm ở cạnh cái bên đây nè,
hay là các bạn gạch cái chân mày cũng biết đó, hay là gạch cái quai hàm rồi cũng biết đó, nhưng mà con bạn dòm con mắt cũng biết nữa, con mắt nó có gân chỉ đỏ trong tròng trắng á, nó có gân chỉ đỏ là biết là nhiệt và huyết áp cao, còn mà trong trắng mà nó xanh dần thì huyết áp thấp. Cảm ơn Cái con mắt hay lắm đó ha, các bạn học đông y mà các bạn không nắm được cái mấy cái triệu chứng đó thì phí lắm, uổng lắm, các bạn trị bệnh không không giỏi được đâu. Như vậy là ta nếu đối với dân chuẩn thì ta dùng cái bộ thăng, huyết áp thấp dứt khoát dùng bộ thăng là hơn, ông hơ trong vòng một dùng bộ thăng ông hơ chút xíu là huyết áp trở lại bình thường lên cảm được đấy cho nó. Nhưng mà trong cái gì cho nó hay là đưa huyết áp lên đúng cái mức áp đó là nó dừng, hay cho đó 130 trên 100 trên 90 là tới đó nó dừng, nó không lên nữa. Nó có cái lạ, tôi thấy nhiều cái nó lạ cho đó, cơ thể của chúng ta nhiều cái chúng ta không thể phân tích nó được, hay lắm, cơ địa của người ta rất hay. Thì khi xa xong rồi ta tăng cái áp lên, các bạn đặc biệt cái thằng này cái huyết áp mà nó thấp thì chúng ta phải là tiêm đập chậm trong nói năng vậy, ta phải cân bằng tiêm nữa. Cái thằng cao huyết áp các bạn không cần, bởi vì tiêm á nó đập cao luôn rồi, anh đi xuống nó cũng xuống luôn à. Còn đặc biệt cái ông này á, anh làm tăng cái huyết áp, anh đưa bộ thăng lên nó cũng lên nhưng mà nó đã điếu, nhưng mà ta phải dùng cái bộ tăng huyết áp, tôi tăng nhịp tim lên, tim được chậm ta quýnh tim được nhanh lên, nó có khác hơn người ta kia chứ. Vậy là ta nhấn nhân trung, ta nhấn nội quan, ta nhấn bách hội, nhấn khí hải, ta nhấn túc tâm lý, ta nhấn quan nguyên, ta nhấn thận du ở trên lưng, rồi can du, dũng tiền ở ra bàn chân, và nhiệt huyết hải ở đùi. Xong rồi ta cũng đi cái thận và niệu quản và bàng quang ở dưới bàn chân, cho nên đối với các bạn nên giữ cái bàn chân cho thật lãm là ok nhất. Thì các bạn muốn giữ cái bàn chân nó nóng lên thì các bạn chắc cái này tôi nói các bạn không nhớ quá, cái bàn chân nóng lên, bàn chân nó lạnh mà làm cho nó nóng lên, các bạn chấm sau 1 phút 2 phút mà nó nóng lên là các bạn giỏi đó. Bây giờ cái này chắc bạn nắm được nhiều rồi, bây giờ ta sẽ thảo luận đi. Vậy là cái tới đây cái huyết áp thấp rồi nó hết rồi, mình tới chúng ta đi về các cái tầng khác, mình tới ta có đi vào cái dạ dày. Bây giờ trong thời gian thảo luận này nè, các bạn này hay đó, hình như ai cũng bị, mấy ông lớn tuổi, bà mấy bà lớn tuổi nè, ông nào bà chân không lạnh đưa lên đây chắc đưa hết quá, vì ai cũng lạnh hết trơn.
Giờ ai không lạnh đâu. Có em lạnh không? Dạ thưa thầy, trên em không có lạnh thầy ơi. Không lạnh thì thôi. Dạ. Có ai chân hơi lạnh không? Chân em cũng không có lạnh đó thầy ơi. Không lạnh hả? Dạ. Ai đâu, ai chị Hai My hả? Dạ không có lạnh thầy. Chị Hai My, cái chị kia sao rồi chị? À, chị em siêu âm á, à, bác sĩ nói cái bú đó còn chỉ có một phân thôi, người ta không có chị, người ta nói chỉ hỏi có cần mổ gì không, người ta nói không, à, hẹn 6 tháng sau lên khám lại thầy, bữa em có nhắn cô. Dạ. Cái chị này cũng bị cái bố mà chị là nhỏ lên đây đây chị mấy ngày chị Bữa đó chị cũng nhiều thứ lắm, chắc cũng cỡ gần 3 tuần đó thầy. bệnh quá trời bệnh mà chuẩn bị Dạ. lên mổ rồi đó, lần mổ rồi đó, mổ banh nó vú luôn rồi đó, thì lên Dạ. đây cho làm bữa là hết luôn, chị Dạ. bệnh nhiều thứ lắm. Chị cũng mừng quá chừng luôn á, chị em bữa có nhắn cho cô. Dạ. Rồi chúc mừng chị ha. Dạ, cảm ơn thầy. Rồi còn cái ai nào không? Tay chân lạnh không? Giờ tôi chỉ cho làm. Thầy chỉ đi thầy ơi, chỉ đi để làm cho bệnh nhân mà chân lạnh ấy thầy. Không bao giờ ai định là chị, tôi chỉ là người đó luôn à, cho mới biết được cái kết quả. Cái nguyệt đó thì các bạn vô cái nguyệt nội đình nè, thái khê nè, nguyệt chung môn nè, khí hải thần du. Khi mà các bạn giải quyết được cái chân hết lạnh thì cái lưng của bạn nó hết nè, cái chân của bạn không lạnh nè, các bạn rối loạn này nội tiết tố của nam nè, rối loạn nội tiết tố của nữ nè, yếu sinh lý nè, mộng tinh nè, di tinh nè, tiểu tiện không tự chủ nè, rồi viêm tử cung nè, ví dụ đó. Thì các cái cơ quan đó là bị lạnh thì chân nó lạnh Cái nội tiết tố của nam có giống của nữ vậy? nó là thứ là gì, nhưng mà nó nó cũng giống nhau, nhưng cái đường tiểu của nam và của nữ nó khác nhau tí thôi, vì đường tiểu của nữ nó có 0,8 mm rồi thôi, còn của nam nó thì nó dài lắm, có khi tới một tấc mấy. Cho nên cái phản chiếu của cái nội tiết tố nam thì nó giống như cái nội tiết tố nữ, nhưng phản chiếu của tuyến tiền liệt nam nó khác với phản chiếu của nữ thôi. Thì tất cả những cái khu vực đó nằm ở dưới thì nó giống nhau, nhưng mà cái khúc mà cái nước tiểu ra ngoài thì nó lại khác nhau, nó cũng chỗ đó, nó bắt nguồn từ chỗ đó.
Cái chị kia khoan gì nè, là chị giơ tay kêu chị có kiến gì hả? Cái chị iPhone nè, ở đâu? Chị ba có kiến nè. Chị có kiến gì không? Chị bấm mic ra đi. Rồi nói đi chị. Dạ thầy ơi, con gái em nó bị đau ở bên này thầy, nó đau ở chỗ này, nó cứng mà cháu nó cái huyết áp của cháu là 88/58, Cái huyết áp của cháu thấp 88/58, có hôm 60. nói gì vậy cha? Dạ thì nó đau hai bên này thầy ạ, đau bên này thầy, bên này nó cứng thầy. À, hai bên cái con gái vậy. Dạ, mà nó cứng lắm, cái bên phải nó cứng lắm thầy. Bên này nè thầy. Chị có làm được không? Dạ, em làm thì thấy có đỡ, có đỡ nhưng mà chưa 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 hết hết hẳn. Đã được nhiêu rồi vậy? Cỡ được 50% này thầy. Chị làm sao chị nói đi. Em làm đồng ứng với lại, chủ yếu là đồng ứng với lại tiêu viêm á thầy ạ. Rồi em lại cái nhà ngày cứu em hơ thế ạ. Đau cái cổ gái theo đông y á, thì giờ chị đấm phân kỳ, thiên trụ, phong phổ á môn, kiên tỉnh và kiên mại du với đại trì đã hết. Chị ấn đau cổ gái, Thầy chị thấy đọc ấn lại là thì phong kỳ đau cổ gái, đau cổ gái, đau cổ gái, chị ấn phong kỳ, phong dạ kỳ, dạ rồi ạ, thiên trụ, thiên trụ, dạ rồi, phong hữu, phong á phụ môn, trung hữu, á môn. rồi phong hữu, phong hữu, á môn, Đây ạ. kiên tỉnh, Kiên tịnh. kiên tỉnh, kiên tỉnh, Dạ rồi ạ. người đại trì, Đại duy. Dạ. kiên ngoại du, kiên ngoại du, kiên ngoại du nó nằm ở phía ngoài phía trong chỗ phía phía bên này là chỗ cái đại trì á, thì kéo qua chút thì nó sẽ có cái nguyệt là kiên, có người gọi là kiêu tỉnh hoặc là kiêu ngoại du hay là kiên ngoại du cũng được hay vậy. Dạ. Ấn cái nguyệt hậu khê bằng tay nè, Dạ. ấn cái đốt sống cổ, ấn cái xương cùng. Dạ rồi thầy. Rồi đi với viện chẩn thì chị cái cần gạch ra đây, Dạ. chị gạch ở đây rồi chị gạch trực tiếp rồi chị nắm cái cổ tay chị gạch đây, kiếm hay là đau gạch ở Dạ. cái đau tay thì chị để gì, chị gạch ở đây. Rồi ở ở cái cổ chân chị ấn cái nguyệt giải khê. Yeah. Nó dẫn mấy nguyệt đó là nó hết liền à. Và theo Yeah. tôi nghĩ là cái cổ cháu ta chỉ gạch
dưỡng mấy cái hết à, rồi chị đi mấy cái nguyệt phong trì phong phủ thiên trụ rồi rồi á môn rồi đó, rồi đại trì đó Cháu nó bị là hết sốt, à. cháu nó bị Ừ. sốt nhẹ nhưng mà bạn này hết sốt Sốt rồi. sốt hả, Dạ sốt nhẹ. sốt thì chấm vô vô cái bộ 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 dáng á, rồi chị dùng nước đá hết là trà cái mặt cái trong cái lưng á, về bạch nhâm là nó hết à, gái hay trai? Dạ con gái ạ. Ừ. Cái nhiêu đó là nó hết rồi chứ, sốt thì vừa giờ ta chỉ quẹt quẹt mấy cái là nó xong rồi chứ. Dạ Em rồi cảm ơn đại thầy. Cho em chị, xin ý kiến này. rồi nói đi Em em. có Em một có bệnh nhân nó bị viêm xoang mà giờ nó hết rồi mà nó vẫn nghẹt mũi, nó làm mũi mắc mùi mà lử mất vị giác luôn này. Viêm xoang nó không nhức không gì, nó bình thường mà sao mũi nó cứ nghẹt hoài mà nó lử nó cũng mất mùi mất vị giác luôn này. mất mùi thì 138, Dạ. còn mất cái vị giác thì nó là 325, 235. Ấn mấy cái huyệt đó thì nào nó hết đau rồi, nó hết rồi. Dạ. Có nhiều người hỏi chỉ là trời chấm không hết, hỏi mấy cái huyệt đau còn còn sao hết được, Dạ. cái chấm trừ khoảng chừng tôi thấy đã chừng 2 phút gì á. Dạ. Không có ấy thì ta lấy một dù dù là ta thấy ta thử được rồi đó. Dạ. Muốn đóng mình. Dạ. Cảm ơn thầy. Rồi Thầy ơi nói cho em hỏi chút ạ. đi chị. Thầy ơi em hôm nay có một cái bệnh nhân mà cái ông bị mà cái bệnh gì mà cái tay nó cứ rung 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 như thế này, là gọi cái bệnh bắt cái sơn nó mà sao em không có cái pháp đồ để em chữa được cái bệnh đó nó có chữa được không hả thầy? Bây giờ cái rung á ta cũng sai xác định nó rung gì mới được, Dạ nó khi rung mà ba cây son, nó rung ba cây son hay là nó rung thường? Nó nó rung dùng thường ba thì cái chỉ là dùng ba cái xôn, bác sĩ chẩn đoán mình ba cái xôn là cái chú đó chú cần nói chuyện thì tay hai tay nó cần cái rung bật cái này mà là không có kiềm hãm được, khi nào mà không nói chuyện đó thì nó không rung, mà em không biết là có cái pháp đồ nào để chữa thầy giúp em này truyền giúp cái chú đó với ạ. các bạn biết nào khám, biết tại sao biết qua kỳ son? Dạ em thì em không khám nhưng mà đi bệnh viện ở thành phố và ông đi ở bên nước ngoài á, người ta nói là bệnh này không chữa được ở bên Tây y nên người ta nói là chỉ uống thuốc cũng không có được, mà càng nói chuyện thì càng rung, mà cái hệ não cái này do bộ mình não bộ điều khiển toàn thân gì đó, thì em cũng chưa gặp cái tình trạng này nên người ta nói nếu giúp được thì giúp cho người ta mà em không có chữa cái ca này nên như là em muốn hỏi ý kiến thầy coi có cái nếu có cái cách nào giúp thì giúp cho chú đâu với ạ. Bây giờ nếu mà đứng lên ngồi hổm, đứng lên rồi xuống, đứng lên nó ngã về trước 1 2 phân hoặc là 1 tấc, đó là ba cây son, không cần Dạ phải cái đi đầu khám của chú ấy xuống đó nè thầy ạ. Cái đầu nó cái chú rồi. chú Chỉ chú. là ba cây son rồi vô bộ rung, vô cái bộ vị ba cây son. Em không có bộ vị ba cái son, thầy có thể cho em giúp cho em không ạ? À? Tại vì em trong pháp đồ với trong cái 50 chú. ghi vô, 50 Dạ 50. 50 Dạ 60 rồi ạ. 45 45 rồi 37 37. Dạ 37 38 51 60. Rồi đi phản chiếu của bàn tay chỗ gung, dạ vâng đi vô bộ vị của nó. dạ vâng em cảm ơn thầy. Tại sáng nay em có bấm cái bộ vào cái bộ run tay á, thì được 1 2 tiếng sau thì chú này chú đã rung, nhưng mà khi mà được 4 tiếng thì lại run lại, nên em nói là em tìm trong cái clip của thầy thì em không thấy có cái clip này á, nên như em muốn hỏi thầy để giúp đó, cho chú đấy tại tay chú cứ rung như thế này thầy này. Biết rồi, cái đó biết rồi, Dạ chấm vâng là từng hai tuần mới hết được ha.
Dạ vâng, em cảm ơn thầy. Để giúp cho chú ạ. Rồi tiếp. Thầy cho em hỏi một chút về cái bệnh huyết áp. Như mẹ em thì là huyết áp cao nhưng mà lại không dùng được đồ lạnh, ví dụ như là uống nước đá lạnh thì là không 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 uống được này, mà chỉ thích dùng cái ăn cái đồ ấm ấm thôi. Ăn cay thì cũng tạm tạm nhưng mà không ăn được đồ cay. Thế mà rét, người ta chưa rét thì mình đã rét rồi, thế là có thể trạng gì thầy? Chị nói lại coi gì? Mẹ em là bị mỡ máu, cao huyết áp, nhưng mà lại cơ thể thì lúc nóng còn lúc thì lạnh, mà thường là mẹ em là không ưa ăn đồ lạnh, không ăn được đồ cay mà chỉ dùng những cái đồ ấm nóng thôi. Thì mới lại thời thời tiết mà hơi lạnh là mẹ em nó không chịu được rồi, thế là cơ thể gì ở đấy. Ai đưa ra phác đồ được không? Có ai đưa ra được phác đồ chị về cái này không? Các bạn đưa ra phác đồ đi. Mà da rẻ thì nóng, mùa hè thì da rẻ chị Ngọc Trung này có làm được không? Bây giờ cái chị đó như mới vừa rồi đó, chị có trị được cái bệnh đó không? em không có nghe chị nói rõ được. Nói lại đi em, nói lại đi, nói lại đi, nói lại đi, các bạn nghe lại ha, rồi các bạn đưa đưa điều trị ha. Dạ, mẹ em thì là cơ thể là thường là nhiệt, như mẹ em thì nói là bệnh huyết áp cao là thường là cơ thể nhiệt, nhưng mà mẹ em thì lại không ăn được những cái đồ lạnh, ví dụ như uống nước đá lạnh là không ăn được, không uống được, mà ăn đồ cay thì cũng không không ăn được nhiều, gọi là bây giờ thì có ăn thì tạm tạm tí thôi. Thế nhưng mà thời tiết mà hơi lạnh thì là mẹ em là cũng là sợ lạnh. Thế nhưng mà da rẻ có mùa hè thì lại nóng, thì không biết là xử lý như thế nào. Mẹ em thì là bị mỡ máu huyết áp cao, mà bây giờ thì chữa về diện chẩn thì cũng ổn định, nhưng mà thi thoảng mà thời tiết mà nó có thay đổi thì nó lại huyết áp nó lại lên. Để mình phải điều chỉnh cơ thể lại phải không thầy? Chị đâu biết đâu, em mới làm gì em làm đi, em cứ làm đi, em cứ nói đi. Dạ. Bây giờ Theo như em vậy nghĩ đó, bây giờ chị sao như em thì ta tới là ta chỉ rồi đó. dạ theo em nghĩ cô này là trong cả vừa lạnh cả vừa hàn cả vừa nhiệt, là trong lạnh ngoài nóng thầy ạ. Cái này chắc phải điều hòa âm dương đã trước đã, tại vì lúc lạnh lúc nóng nó theo cái khí hậu, tại trước đây em cũng bị như vậy ạ. Phải điều hòa âm dương cho điều hòa được cơ thể đã, bắt đầu mới điều trị bệnh sau, là người vừa lạnh vừa nóng là âm dương bất hòa ấy ạ. Và cái tình trạng này trước đây em cũng bị rồi, nên theo cơ thể của em thấy như vậy ạ. Rồi anh Hoàng thấy cái chuyện này rồi sao, rồi cái anh tôi là tôi chị đó, có bà đó mà là anh chị đó, anh Hoàng bây giờ anh chị hay là bỏ cho ta về nè, anh Hoàng nè, Nguyễn Văn Hoàng nè. Cái gì thầy? Bây giờ anh có nghe cái chị ấy nói không? Có nghe thầy, nói chung thì Nhưng mà cơ thể nóng lạnh bị bất hòa thì có thể đi quân bình năng lượng hoặc là đi cân bằng âm dương thầy.
đi quân bình năng lượng của thầy Hoàng Châu á, hoặc là đi thêm cân bằng âm dương là 34 29 10 156 132 dưới số 3 thầy. Rồi cảm ơn anh. Rồi các bạn khác. Thưa thầy, là theo em là thêm bộ ôn lý giải biểu ạ. Lê Nguyễn ha, rồi rồi rồi. Khi con bình âm dương với lại ôn lý giải biểu thì cũng đã làm, nhưng mà nói chung là nó cũng không vậy vậy chứ nó cũng không giải quyết được triệt để. Tôi nghĩ là cơ thể thì hàn hàn lạnh nóng, thế nhưng mà mặt mũi thì nó không, da rẻ nó không đỏ như là những người hay bị cao huyết áp. Thưa thầy và thưa cả lớp, cho con xin phép được phát biểu ý kiến của cá nhân riêng con đúng không ạ? Nói đi em. Con hỏi thầy là có phải trong cái trường hợp này là bệnh nhân này giống như gọi là trường hợp là chân hàn giả nhiệt ấy, tức là cái bản chất của bên trong là người ta là rất là lạnh, thế nhưng mà cái biểu hiện của bên ngoài người ta bị huyết áp cao là do người ta bị cái mỡ mỡ trong máu, gan nhiễm mỡ thầy, chính vì thế mà nó gây ra cái trường hợp của huyết áp cao. Cho nên là theo con thì vẫn phải, trường hợp này thì vẫn phải dùng cái bộ làm ấm hoặc là bộ thang, bộ làm ấm hết thầy, sau đó thì mình đánh vào cái tạng, các đường kinh can, kinh tỳ, kinh thận, và có thể là thêm bộ lọc máu để cho sạch cái máu và cái máu mỡ trong máu ấy thầy, để cho nó sẽ, và như thế thì nó sẽ hạ được đường huyết huyết áp ạ, được huyết áp ạ. Thưa thầy, con xin hết ạ. Rồi, cảm ơn em. Rồi còn còn người nào nữa, hai người đó đi. Các bạn cứ nói để tôi biết rồi các bạn làm chứ, thì khi tôi nói hoài tôi không hiểu các bạn hiểu được Con gì. cũng thấy ạ. Rồi Con rồi rồi nói đi. cũng gặp một bệnh nhân là cũng bị huyết áp cao, và con làm cho bệnh nhân đấy thì con cũng bấm cân bằng âm dương và con cũng đã bấm bổ thang, nhưng mà cái tình trạng huyết áp của bệnh nhân đấy không đỡ, không xuống, và có xuống cũng rất là ít, hoặc là một vài ngày nó lại lên. Thì bắt đầu con mới đo huyết áp bên Rồi. tay, nếu Vậy mà huyết áp ở bên phải và bên trái nó chênh lệch nhau, nếu mà khi con hỏi bệnh nhân là có bị đau dạ dày không, phải trào ngược không, thì bệnh nhân có bị, và gan của ông có bị gì đấy, con sẽ đi về chữa nội tạng trước, xong con sẽ đi về huyết áp. Nhưng mà cái tình ừ. trạng là con bấm cân bằng âm dương, cô Vân ơi hay là ai khác của con cái máy đi, nó rất là rè luôn. Vân tắt mic chị Vân ơi. Có chị mùi này, đông mùi này, đông mùi lầu quá gì này Ở đây nè, nếu mà em muốn chị một ca là huyết áp cao không hạ, bấm kiểu nào không hạ, là chỉ có cái mỡ máu mỡ gan á, làm cái mỡ máu mỡ gan là cái huyết áp bình thường lại, không còn cao nữa. À, có làm như vậy thôi. chị làm cái mỡ máu như nào chị ơi, mỡ máu Mỡ cao phát đồ mỡ máu rồi tiêu, hình như có thì tan máu làm bầm gan ta máu bầm chứ gan thôi, em làm nó nóng quá trời luôn á. ý làm cái giảm mỡ đó.
Giảm mỡ giảm mỡ, giảm gan, gan mỡ đó. thì chỉ 2 3 3 41 50 rồi là Đúng rồi, ba có cái bộ ruột nữa, bộ gan, cái bộ ruột nữa. 37 58 52 Rồi dưới cái bộ trừ đạm thấp thủy nữa. bỏ bên nè, chưa chưa làm thuốc thủy nữa. Trừ đạm thấp thủy dưới Làm thuốc thủy thì không có biết có phù hợp không nữa. có cái đó là giảm mỡ mà, giảm béo mà, tăng máu bầm nữa thôi. Với bộ vị gan, gan với cái bộ ruột, cho như là mình giảm giảm mỡ, mỡ bụng luôn á, gan luôn. Vậy thôi mà thấy làm xong là hạ tới bây giờ cũng hơi lâu mà không có lên, không có lên lần nào nữa, không lâu Đúng bao mắt rồi, cái không có hạ. triệu chứng của nó là gan với mỡ máu, như mỡ là huyết áp nó tăng này. Mỡ gan, cái mỡ máu nó làm ra đó, nó Đúng không rồi, phải. chính xác. Em bị huyết áp cao nhưng em không chữa huyết áp cao, em toàn chữa mỡ máu. Đúng rồi, nó tan cái mỡ là cái huyết áp nó bình thường. Cái ca mình làm là cũng 2 3 tháng nay mà đâu hoài không có lên đó, mà đó mà lên 170 180 luôn mà không hạ luôn. Như của chị là vì chị cứ nói nó còn cái bộ ruột gì nữa hả? Thì cái gan là thêm cái ruột thêm lại, mình giảm mỡ bụng mà, mỡ bụng giảm mỡ gan mà. Em làm nó cũng bớt bớt rồi, nhiều nó nóng lắm, nó nóng quá trời, Nóng người hả? nhiệt, người nhiệt lắm. Nhiệt thì mình đó, làm mát thì làm thêm cái mát vô, Có nữa. làm cái mát Mình cho cho người. bộ dán nghe thôi, làm xong mình cho bộ dán cái gì nó 2 tiếng sau nó hạ lại. Không thì Thế mình mình hạ xong, nhà nhiệt xong rồi mới làm. em có làm dáng trước mấy bữa nay, em làm dáng trước Mình làm 2 tiếng sau rồi mình làm dán cho cái gan nó chết đi, cái vi mỡ đã. Chứ anh làm dán trước rồi anh hơi con không có được cái gì đâu. làm dáng Vâng, sau hả? mình làm cho cái gan mình hơi cái gan, cho cái vi trùng gan với là cái mỡ máu nó tiêu đã, xong 2 3 tiếng sau mình mới hạ nhiệt xuống cho nó đỡ. Nếu mình Hôm bấm cái đó cũng đâu có nóng lắm đâu, không cái bộ tan máu bầm ấy chị ơi, nóng quá. bằng cái trừ đàm thấp thì cũng đâu có nóng lắm đâu. Cái tan máu bầm là Nhưng nóng. mà cô ấy người rất là gầy mà dùng trừ đàm thuốc thủy thì có được không? Không Người gầy, người thì gầy. mát thôi chứ sao giờ. các cột mát. Là làm vừa làm mỡ bụng vừa làm mỡ gan luôn Được ạ, cảm ơn chị. à, dạ. Để nha, làm thử coi sao nha. Rồi trường hợp chị thì ta chỉ làm bộ điều hòa đầm ấm được rồi, điều hòa triệu chỉnh âm dương này được rồi. Trong cái thời điểm mà điều trị cái bệnh này nãy đó, bây giờ nó nóng lạnh bất thường vì âm dương nó bất hòa, mà trong thời điểm nó vậy đó ta coi cái cơ địa lạnh hay là nhiệt. Nếu nhiệt thì ta dần đá. Nếu mà ngay thời điểm thì trị mà nó lạnh thì ta hơ, ta làm nóng lại. Còn cái chuyện mà các anh mà nói huyết áp cao, huyết áp thấp thì huyết áp thấp là do máu nhiễm mỡ tất cả, nó không có nào gây ra. Nếu mà trường hợp có máu nhiễm mỡ thì không bao giờ có huyết áp cao, huyết áp thấp. Bây giờ cái máu nhiễm mỡ trong gan và trong cái mạch máu thì nó đóng cho đó làm cản trở sự lưu thông của khí và huyết, làm cho huyết áp tăng cao rồi thôi, đâu có gì đâu. Nếu mà chúng ta không trị kịp thời
thì huyết áp này nó sẽ tăng lên do khí và huyết không lưu thông, làm ảnh hưởng đến can và thận. Rồi. Nó bị can và thận vậy thôi chứ đâu có gì đâu, cho nên các bạn cứ tập trung để biết can đi. Mà can thì các bạn phải chỉ tâm mới được, thì biết nó sẽ xuống à, tự nhiên nó xuống à. Cái xe mà cái đường mà đi mà nó không có trục trặc cái gì, nó không có cản trở gì, nó chạy ồ ào như cái đường cao tốc nó chạy ồ ào, nhưng nó có cản trở thì nó sẽ nghẹt thôi. Thì các bạn cứ theo tôi thì các bạn cứ ngày nào có bệnh hay không bệnh gì đó, các bạn chăm sóc can và phế và thận như thầy đánh mất cái tam giác. Các bạn mình học viện chuẩn rồi, ủa học đông y rồi sao ta không làm mấy cái chỗ này đi, ta gạch ra. Đây là động mạch của phế, đây là tim, đây là tâm bào, ta gạch với cái này. Nếu áp cao ta gạch này, ta gạch bên này, tim hai lá nó hở gì đó, cái do nó cũng tất cả mình đều do là can chỉ mở thôi, cái đập quá thì có khi được mấy quanh tim nó hở, có cái này nó hẹp, cũng như cái cửa cái đập hoài với nó bung cái cửa anh mở vô cả mà anh nhớ đàng hoàng không sao, mà anh nhớ ầm 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 thời gian sau với cánh cửa hư ra thì cái quanh quanh tim mình có nó cũng vậy. Thì các bạn cứ chọt cái vô đây nè, thì coi dở không làm gì đó, thì mình cứ giúp cho cái can cái phổi cái phế cái tâm bào. Rồi xong người ta đã tối á, ông có không gì ta lấy cái cây này nè, ta chọt cái mấy kẻ của cái đường kinh kinh can nè, đường kinh tỳ nè, đường kinh thận, người ta chọt nhé, chỗ nào đau thì cứ chọt, chỗ nào đau cũng chọt, chỗ nào không đau thì thôi. Thì các bạn cứ là thường xuyên ra thì bệnh nào nó không bay, đừng có để lâu quá làm nó khó thôi nha. Cho nên các bạn giải quyết tất cả, các bạn giải quyết triệu chứng về sinh việc thì được rồi, thì từ từ các bạn sẽ hiểu, từ các bạn sẽ hiểu. Bạn có nắm được chưa? Thầy ơi cho em hỏi ạ. Rồi hả đi chị. Dạ. Thế em nhờ thầy kiểm tra bệnh cho em, vì là em huyết áp em lại cao, em huyết áp em lại thấp mà nhịp tim em lại cao ạ, mà em đau cái phần là cái phần 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 này, cái tay này em cảm thấy cái tay này rất là yếu, như khi mà em thở em hít khí vào phổi ấy, thì em thấy nó đỡ đau. Nhưng mà em đau đằng sau cái phần T2, T3 này, em nghĩ là tim và phổi. Thế nhưng mà em cũng không biết là cách chữa như thế nào. Vì là không biết là chữa như thế nào, vì em bị cũng 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 khá lâu rồi, em cũng cũng chữa mò mò em mới chữa là tim. Nhưng khi em chữa tim rồi thì em thấy đỡ. Đỡ nhưng mà hôm nay em thấy nhịp tim mà cao quá nên em cũng không biết chữa kiểu gì thầy. Giờ tiên chiều ra nhiêu? Hôm nay là 81 thầy. Bởi vì 81 đâu cao vậy? bình thường 81 là em quá cũng bình thường. dạ 81 bình thường. không, bình thường em có 70 thôi thầy ơi, với lại huyết áp em mà bình thường là em cũng có 90 thôi, hôm nay là xuống 85 85 và 63, mà em cứ mỏi từ mấy hôm nay là em cứ mỏi cái tay này,
em chữa bằng 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 huyệt đông y ở trên vai gáy này, trên cổ này, nhưng mà hắn chỉ đỡ trong trong chốc lát thôi. Nhưng mà khi em thở, em lấy khí vào phổi và tim á, thì em thì thấy đỡ đỡ, nhưng mà chỉ đỡ xong nó thôi, cũng không không khỏi được. Cho nên là em cũng biết là nguyên nhân nó như thế nào, thì thầy thầy chẩn đoán bệnh thì chị nhìn mặt chẩn đoán bệnh thì chữa bệnh cho em ấy ạ. Bây giờ chưa chịu đứng thì sao chị, cảm giác chị thấy sao chị nói đi. Em cảm giác em là người em mà người em cái da bên ngoài em rất là nóng, em cảm giác là rất là nóng, nhưng mà em lại không ngồi được quạt, mà khi ngồi được quạt là em phải lạnh, nhưng mà em cảm giác là em cứ phải lấy đá em chườm ở ở lưng này này, thì xong mẹ lại ở chân tay em cứ phải chườm như vậy. Thì khi là em cái đại tràng của em là khi em đi là vệ sinh rất là khó, nhưng mà khi em thở đường đường âm ấy, em thở đường âm em đưa khí xuống ấy, để lúc nào em muốn đi là em phải làm các cái triệu chứng em phải làm như thế. Và em cũng đi, em đi sang các gan tỳ thận phế, ngày nào em cũng chăm sóc nội tạng bằng các cái tam giác đấy. Nhưng mà cái da của em là em cảm thấy cái da là lúc nào nó cũng nóng nóng lắm, mà em lại không ngồi được chiếc quạt, ngồi chiếc quạt thì rất là lạnh. Em thấy ngồi trước quạt em thấy nó lạnh mà nó ngợp không? Vâng ạ, ngồi trước quạt lạnh, em không ngồi được trước quạt đâu. Mà cứ là em cứ cảm giác là người nó nóng, nó cứ kiểu nóng nóng như thế nào Sao giờ? Giờ sao giờ vậy? thì em nghĩ là em cũng bị tim, em cũng cũng có triệu chứng của tim và phổi, nhưng mà bây giờ là cách chữa là khi em nói chuyện thì em cũng không hụt hơi, nói chung là khi mà nói chuyện thì em vẫn 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 bình thường. Thế nhưng mà em đau, em thấy đau cái vùng T T2 T3 này, và em cũng rất là đau khi mà em lấy cái giò em ấn vào cái huyệt này thì là em lại thấy đỡ, nhưng mà là cũng không khỏi ạ. Ta chị dần thẳng đi coi vậy, chị dần thẳng sát cái màn hình đi, dần thẳng sát màn hình đi, rồi 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 chị sát màn hình đi, giờ màn hình sát vô, sát vô, sát vô đi, chị đưa cái mặt chị sát vô cái màn hình đi, chị đưa cái mặt sát màn hình đi, nhớ đi, đưa cái mặt sắt gì nè, chị thấy tôi chứ? Chị đó được rồi, đúng rồi chị ơi, người của chị nó nóng lắm, Vâng ạ. nóng mà thật mà lại lạnh nữa, vừa nóng vừa lạnh, mà nó chỉ con người chỉ khó chịu đó. Vâng ạ. Chị có lúc chị nắng nó ưa mùa mưa không chịu, mà ghét gió kiểu mùa sương á, nóng mà chị có không chịu, lạnh thì chị có không chịu. Bây giờ cái bệnh của chị á, cái phổi của chị á yếu lắm mà chị, cho nên mà chị mà chỉ cần dỗ cái lưng của chị là chị tức khó thở đó, chị tức bực 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 kia, chị dỗ đi, đây chị dỗ đi, Em cứ nhờ người ta vỗ đằng sau thế này. Em cứ nhờ người ta chị vỗ dỗ, chị dỗ chứ ngực chị đây, bây giờ chị dỗ sao chị không được, bây giờ dỗ chứ ngực đây, thế em lại có cái u đây này, cái u u u đúng hai bên rồi, này. chị dỗ đi, chị dỗ ai đau không? Đau ạ. Em thở này là cứ thấy đau này, em thở các cái sừng sườn này là cái thổ phổ phổi em đau. Nhưng mà thở mạnh và thấy đau. Các bạn nhớ ăn cái khu vực này nó chỉ có phế và tem thôi, đừng có đỡ thường nào khác, chỉ có đường này ống thực quản thì chúng ta có đỡ thừa ống thực quản được, chứ còn hai cái bên này
nếu mà nó nằm hai bên, nếu nó là phế gì không gì mà bên trái cái nằm bên trái thì nó là tâm rồi Vâng, đó, tâm nó nằm ở em đó đó bị cảm. đó, cái gì nằm ở đó đó. Chút chút nữa rồi Vâng. tao rồi, chị dần thẳng vào coi coi rồi, chị hình như chị dần thẳng rồi nè, chị xuống cái có ngón, cho có ngón ngón áp út của chị có cái khối u đó đó, cái áp út á, cái ngón đầu nhẫn á, chị chà cho đám người đầu nhẫn như đó, đây nè, ở bên trái của chị á, Đây. dưới chút nữa, xuống chút nữa, xuống chút nữa, ờ đó đó, chỗ đó có u đó đó, có Có thầy. không, có Em một đi con siêu âm. cọm đó hả? Dạ, có đấy, em cũng đang làm cái bộ vị của cái u vú này thầy này, em cũng đã làm, đang làm đấy chứ. Nhưng mà em cũng không dám hơ nữa vì là em mấy hôm em hơ em thấy người em nóng quá em không dám hơ nữa. Các bạn sao mà tôi thấy cái khối u chỗ cái vú của chị không, ngay chỗ cái ngón tay mà đeo nhẫn á, ngón tay đeo nhẫn gì đâu, Đây. ờ mà cái ngón tay kia kìa, ngón tay kia kìa, trời ơi, ngón tay đem chị để chỗ nãy á, chị để cho cái ngực hồi nãy á, À đây dưới chút nữa, chút chút nữa, dưới chút nữa, ờ xuống chút nữa, ờ đó đó, đây này. có không, Có kinh nghiệm, có cái cụ đúng rồi, bây giờ trên cái mặt các bác thấy trên cái mặt lên nè, nó có một cái đốm ở trên này, trên thấy chỗ cái này các bạn thấy không, ở trên này nó không có đây nè, đây ạ. ừ bên trong, thế nào bên trong, trong 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 nữa, trong nữa, trong vô cạnh, ừ, chỗ đó, nó chỗ đó nó trong nữa, ở trong cái mắt này nè, chị gợi chỗ này chứ nó lại cho nó trong vô, ở có coi trong chút nữa vô trong sống mũi á, đúng rồi, nó có cục cầu gọi đó, ở đây Em lấy cái giò em dây dây em thấy đau đây nè. đúng rồi, nó đau cái đó đó, là chỗ ngực chị đó có cái khối u đó đó, rồi không sao, chị nghe tôi đi, bây giờ chị Hà Ni có đây không, Hà My có đây không, giờ mấy rồi cái chị Hà My đâu rồi, cái này các bạn chị chuyên chuyên sâu một bên nó thì từng một là mất tiêu cái khối u đó, Em là thầy phải em không thầy? rồi chị chỉ cái u này giống cái u cô của chị mà của chị hay là cái gì đó của chị gì đó, Dạ, chị còn nhớ cái bài đó không, cái bài đó để em coi. hầu như trả trên Tối nay không có đi xài nữa, lâu rồi. Cái bài đó bây giờ là thôi để tôi thầy nói cho nó chuyên. nhanh, tôi nói cho nó nhanh, mai mốt các bạn học cái nào á, các bạn thành công rồi á thì các bạn cũng nên nhớ trong cái não của các bạn, mấy cái u vú này tất cả là u, nó không có cái nào mà chạy dễ bằng tất cả là u, đâu có tất cả các loại u nào chúng ta giải quyết một cách một cách phải nói là nhanh chóng và chính xác nhất. Bây giờ tại sao mà chị không trị hết, nếu hôm nay chị không gặp tôi thì cái khối u này nó theo chị suốt cuộc đời, ừ. Không bao giờ nó buông gì đâu, nó bám chị cứng lắm, nó bám như bây giờ tôi nhắc gì lại cho các bạn, chị có học bên viện chẩn không,
Có chị vừa ạ. gọi á, Dạ có thì em học. rồi tôi sẽ hướng dẫn cho chị, cho các bạn. Bây giờ cơ địa của chị này đó, chị phải cân bằng âm dương, điều hòa chính khí, cân bằng âm dương, quân bình, gọi là quân bình năng lượng. Cái quân bình năng lượng nó có cái hay cái chỗ là nó không cử kim, anh nóng cũng được mà anh lạnh cũng được, mà anh không nóng mà anh không lạnh cũng được, không có gì ảnh hưởng hết. Số nguyệt của nó là trường cường, trong nguyên thế thì trường cường mệnh môn, mệnh môn Dạ, đại không ạ. đại trì phong phủ Phòng phụ. bách hội, Bách hội. số nguyệt của nhân chuẩn đó nó đúng, đó là 103, 106 và 300 hết. Cái đó là bình quân năng lượng, tác giả Hoàng Chu, tác giả Hoàng Chu. Chị Hơ Dạ. thiên đột mật nhâm đảng trung, trung quản khí hải đấy, chị không còn sợ nóng và lạnh nữa mấy lần. Xong rồi chị vô bộ tiêu ưu tiêu bú, Đóng chung vậy ạ. khí hải xong rồi chị vô vào tiêu ưu tiêu bú, Vâng ạ. vô bây giờ vô cái ngực, vô ngực đi, chị ghi vô ngực 189 Thiền Đông Y làm thiên đột đóng chung khí hải ạ. đảng trung khí hải. Hải. Ừ. Chị hơi dài từ chỗ thi độc, chị hơi dài xuống tới chỗ khí hải chưa. Ừ, chỗ nào nóng thì thôi. Xong rồi chị Dạ. vô cái thứ nhất, chị vô nè, Dạ. tiêu tiêu bú Dạ. vô bộ ngực Dạ. 189, Một vị. 73, 73 467, 467 491, 491 469, 409 103, 103 613, 13. 13 Rồi bố bố bộ bốn và 60, sáu mươi 63, 63 12, 12 73, 13 39, 39 159, 159 189, 179, 179 vậy, 179 179 với 283, 283 nó dưới 179 đó. Dạ, em biết rồi ạ. Rồi xong rồi chị dây chị hơn tìm những cái chỗ cái bú tại chỗ, Vâng ạ. thì chị hơi con mắt, Dạ. chị hơi hai cánh mũi, Dạ. rồi chị hơi hai cái gò má, Hai gò má, dạ. rồi bây giờ chị hơi tại chỗ, chị kiếm những cái chỗ chị không phải
là chỉ một cái u chỗ đó đâu hen, Dạ. chỉ còn cả sáu bảy cái khối u nằm lân cận đó, chỉ bóp đi còn nhiều cái khối u nằm đó đó, chị bóp cơ, chị bóp bóp từ từ á. Bên đây tôi hướng dẫn cho các bạn kiểm tra phụ nữ. Phụ nữ là một trong những cái bệnh mà chúng ta cần phải quan tâm hơn, mà các bạn lơ mơ là u vú hết, các bạn không kiểm soát thì một thời gian sau các bạn bạn nào cũng u vú hết. Các bạn mà nào mà nhiễm lạnh thì tất cả đều có u. Để tôi nói cho các bạn cái hiện tượng của cái chị này, không phải hiện tượng chị này mà nhiều hiện tượng nữa. Những người nào bị cơ thể bị nhiễm hàn, dứt khoát phải bú, hoặc là u xơ, hoặc là bú cổ, bú tuyến giáp, rồi bú thanh quản, tất cả, bú tử cung, bú vú, bú chỗ ống dẫn tinh, ống dẫn trứng, bú buồng trứng, dân dân nhiều thứ đó. Nếu cơ thể bị phụ nữ bị nhiễm lạnh, nếu vậy bị nhiễm lạnh là những cái khu vực đó hàn khí tập trung ở đó, thì khí dù huyết sẽ tụ đó đâu nên thành u hết. Cho nên phụ nữ cần phải giữ ấm tất cả những cái chỗ chỗ đó. Cho nên các bạn tắm không tắm cũng được, nhất là tắm thì các bạn hay hơn. Thì các bạn cái bú của mình nha, các bạn mầm 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 rất là nhỏ ha, các bạn đừng có bóp mà cái to quá mà bóp ẩu quá thì các bạn không phát hiện được đâu. Ví dụ như các bạn bóp gì, bóp một lần nhỏ nhỏ thôi, ta xem coi có những cái hạt nào, nó có cái bú nào không, nếu có thì ta chỉ kịp phần thì chị đi. Cái trái tràm nó là khác em, trái tràm nó là khác, các bạn đừng hiểu trái tràm là nó là bú là không phải đó. Thì tao bóp tao kiếm, nếu các bạn có thì bạn nên trị đi, bởi vì nó hay, bởi vì các bạn cái bú của người nữ ấy, nó có nhiều cái tiếng mà để cho làm bệnh, nó là tiếng bú, tiếng sữa, nó có nhiều tiếng lắm, nó như một cái bông hoa vậy đó, có nhiều cái mạch máu đi ngang để tạo thành một tiếng sữa. Cho nên phụ nữ dễ bị bệnh ở ở vú rất là nhiều. Nên cái chậu chị hồi nãy cũng vậy đó, bây giờ cho chị bóp chị kỹ lại coi còn nhiều mắt cũng được bao nhiêu cái bút của nó. Em bệnh em siêu âm thì em đi siêu âm thì họ bảo có hai nhà một họ bảo bé họ bé Tôi nói các anh em chị đã học những chứng cho tôi rồi, trừ trường hợp nào bí lắm thì chúng ta sẽ âm, mà đối với tôi là ai tin tưởng tôi thì không, tôi không cho ai siêu âm nữa, siêu âm tốn tiền lắm. Tại sao chúng ta không bóp ta thấy còn rõ hơn nữa, siêu âm có lỡ cái phim nó mờ, ông qua đó ông đọc không ra, ông mới ra trường mới có năm nửa năm mà ông không biết coi, không để hai chữ bình thường cho nó dễ, để chữ bình thường hay là chữ bó tay gì đó thì cũng được. Cho nên ông coi được chính xác, thành ra những cái chiếu ốc siêu quang hoặc là siêu âm, tôi không bao giờ tôi cầm cái tấm đó mà tôi coi đã. Giờ anh có tốn mười mấy 20 triệu nha, anh siêu âm tôi không có coi nữa, vì các bạn tôi đã thấy rõ trong đó rồi. Bây giờ cái u với vú tôi gờ, tôi kêu các anh chị gờ thì gờ thấy rồi, cái đốt sống cơ lưng nó lòi ra, nó thối quá nó lòi ra vậy mà giờ không thấy mà đi siêu âm nữa, mà cái địa điểm mà lòi ở dưới cái chỗ S1 là
chỗ X1 ăn L5 đó, lòi ra tôi thấy rõ ràng đấy, mà còn đi siêu âm nữa, cái đốt sống cổ giờ nó phù ra một đống đó, ta dòm ta thấy rồi, nó hủng vô ta thì ta gờ ta cũng thấy rồi, mà cũng đi siêu âm, mà siêu âm cái giải quyết được cái gì đâu, cho nên cái nào ta cần tốn thì ta tốn, mà không cần tốn thôi, nhiều siêu âm gan siêu âm mật thì còn có lý. Đây nó ba cái u mà dòm ai dòm không thấy, u cổ rồi u tuyến giáp, bu cổ bu tuyến giáp, cái ta thành gờ đụng vô là ta thấy rồi, có một cục cho nó mà không thấy thì mà đi siêu âm nữa. Cũng như chị á, chị ngồi trên cái màn hình đấy mà tôi ở đây tôi dòm mặt kia là tôi đã thấy có khối u ngay chỗ đó rồi, đâu cần phải siêu âm đâu, phải tôi không thấy á thì chị đi siêu âm thôi, không nói gì. Mà chị ở đâu nè? Dạ, em ở Thanh Hóa thầy ơi. Ở Thanh Hóa, tôi ở Cần Thơ, tôi dòm tôi thấy nè,